mỗi lần á thịt bò ngon á phải nhờ rượu đỏ nữa mà. Chính xác. Nãy giờ quên uống rượu. Happy New Year. Happy New Year. Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Tôi ăn giùm mấy bạn miếng bò được hả? Ờ cũng 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 khổ lắm. Như này là ăn bò đỡ đi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của AD Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ở tuần trước, ở tập trước các bạn đã biết được là Cương đã đến IQ của mình Android. Và nơi đây cung cấp rất là nhiều nguyên lực vật liệu Nhật Bản, rất là giá trị và giá thành rất là tốt ha. Thì Sếp Khải, một trong những người bạn của Cương, thì rất là tò mò và hứng thú với lại những cái nguyên vật liệu Nhật Bản này để mà phát triển thêm trong tương lai nữa. Thì cái cộng thêm là hôm nay Khải thèm ăn thịt bò đó. Thì thầy mang thịt bò thấy thương quá, dắt đi ăn năm chơi vậy đó, được không? Ừ, chứ cũng tội, tội khổ lắm. Cuối năm phải đi kiếm bò Wagyu, A5 ăn cho nó đỡ mỏi miệng, nó mềm. Thì bây giờ thì được nghe Cương nghe Cương giới thiệu chỗ này là gọi là có cái nguồn kết nối với lại pha Minh Nhật. Cho nên sẽ đảm bảo được chất lượng và cái giá thành. Thì Cương Khải nghe nói vậy cho nên nó muốn đi coi thử nó sẽ như thế nào. Một năm 2020 đã qua mà kiểu như nói chung là Việt Nam mình lần đầu tiên trải qua năm mùa. Mùa dịch thứ nhất, mùa dịch thứ hai, mùa bão, mùa dịch thứ ba, mùa dịch thứ tư nữa. Nói chung ngày hôm nay là hết mùa luôn rồi. 31 tháng 12 mà, đúng không? Ok, vậy thì bây giờ thôi tội quá, năm mùa bệnh hoạn quá, thôi vô đây ăn bò năm cho nó đỡ mỏi miệng ha. Ok, follow me. Đó, dạ, để đi tới đây không mở. Đó. Ê, vui mà anh. To lớn không? Đã vậy, mát, được cái mát trước rồi đó. Mát nè. Ê, rượu. Rượu thôi, quất rượu trước đi. Trời ơi. Sake rồi. Đã quá. Sake, vodka. Nói về sake á, thì mình nên tìm hiểu về Daiginzo. Daiginzo là dạng giống như bên whisky thì nó có là fine whisky, cái loại finest whisky á, thì Daiginzo là finest sake. Thì gạo á họ sẽ đem đi nấu lên bình như bình thường. Sau đó họ sẽ ủ. Chứ không phải là từ hạt gạo không nha. Gạo đó mình phải nấu lên nữa. Xong rồi qua rất là nhiều quá trình. Qua rất là nhiều quá trình. Phức tạp quá ha. Đúng rồi. Nó như rượu trắng vậy. Nó gần giống như rượu trắng hơn. Thì mình làm ra thì mình uống liền. Giống rượu gạo của người Việt mình đúng không? Đại loại là vậy. Nhưng mà cái quy trình nó sẽ kỹ hơn. Trời ở đây đa dạng quá ha. Đó thì trời có đầy đủ. Mày dẫn tôi vô đúng ổ rồi Cương ơi. Thiên đường. Thì các bạn hôm nay ăn Cương nó cũng tốt lắm. Tại vì mới bữa nó biết mình mới làm răng. Răng mình cũng hơi đau. Cho nên nó ăn thôi. Thôi khổ. Nhưng mà lại thèm bò. Đúng rồi. Đau răng mà thèm bò. Quá khổ thèm bò. Coi nó chứng không. Đau răng mà thèm bò. Cho nên mình có ý tưởng là uống sake. Mình ăn bò Wagyu A5. Cho nên với lại cũng vô tình Cương nó biết một cái chỗ gọi là mới mà tuyệt vời. Cái chỗ A&Q Gourmet and Dine này. Cho nên mình cùng nhau đi vòng vòng nha. Mình coi kiếm đồ để cho mẹ nó bao mình ăn. Đó, hồi tuần rồi tôi mới đi thì tôi thấy có cái chai này thấy lạ nè, không biết làm cái gì nữa. Dầu gạo xài bao giờ chưa? Chưa. Tao xài mấy hương vị thế này sao? Ê, đừng khui mày. Ok, đó, những cái bao gạo này nè. Là những cái bao gạo mà Cương nói trong cái clip mà Cương reaction Uncle Roger chờ các bạn. Đó, thường đó là người châu Á mình đó. Mình mua mấy cái bao gạo trong mấy cái bao mà bự nè. Thường là Cương sẽ mua cái bao bự hơn nữa. Chứ không phải bao này đâu. Chứ không có ai đâu mà mua cơm nấu sẵn hết trơn. Dashi tôm. Sao chưa? Chưa. Này chấm cốc ăn không biết là nó sẽ ngon như thế nào. Mình sẽ mình mua về bữa nào mua về mình mua thử. Về mình làm một món ăn nào đúng đó. Đúng rồi, chính xác mình mua về mình thử. Nó ra như thế nào. Bây giờ các bạn thấy không? Rất là thú vị. Nhà bây giờ các bạn thấy không? Đầu bếp nó vui vui chỗ đó, đôi khi mình đi mình săn lùng món lạ lạ, nó những món quái quái gì mình về mình thử nghiệm, nó lại là món mới. Vừa bia rượu, vừa đồ khô, vừa rau gãy tươi, vừa thịt, vừa cá. Ủa, nước ngọt này cũng nhập khẩu luôn hả? Nhập khẩu đấy luôn. Có nè.
đúng rồi. Original taste nữa. Bên mà bên America ở nhà của Mỹ á. America luôn hả? Ừ, của Mỹ luôn. Wow, rau cải tươi quá trời luôn. Rau cải này, rau cải là theo mình biết á, là rau cải của Việt Nam thì... em mà tính ra nó đóng gói còn kỹ hơn ở nước bên Úc nữa mày. Không, nói chung đồ đây tươi các bạn, nói chung tươi nhiều ha. Đồ rất là nhiều, đồ rất là nhiều, đa dạng phong phú. Cái cũng quan trọng về con người. Không này mới quan trọng nữa Cương. Ừ, y dà dà bồi bổ đang đau mày. Ừ, cảm ơn mày. Bồi bổ một miếng không có được, hai miếng nó mới hết đau. Mày nhìn mà trời ơi, bò gì đâu mà này nè, khi mà mày cắn vô á, cái mỡ bò này nó tan ra rồi nó chạy vô mấy cái lỗ chân răng của mày, nó sẽ nó làm cho đỡ, nó làm cho tê rần cái răng mày lên, cái nó hết đau. Vâng, là theo tao nghĩ là nó khoảng số 8, gần phần số 8. Đúng rồi, cái đó. Thì theo lời đồn của Cương á, là cái chỗ này là chuyên là bò Wagyu và heo. Cái này những là cái này gọi là heo như là heo giống xịn đó các bạn. Gọi là heo xá xí phẩm á. Mở giật về là nó nghe nhạc chậm nè. Rồi nghe nhạc chậm. Nghe nhạc buồn. Rồi nhìn đẹp các bạn. Trời ơi, cái miếng bò, cái miếng heo gì đâu mà nó hút chân không, mà còn để lên cái miếng gỗ nữa. Trời ơi, thật sự. Nếu mà ai có mua á, mà không chừng mua xong xuôi cho mình xin miếng gỗ này cũng vui nữa. Lấy gỗ này đây ra mình có ốc vòi voi. Ốc vòi voi á thì mày mới về chắc mày không biết. Nhưng mà mày nhìn á là mày biết con gì phải không? Biết. Nó hơi teo xíu thôi, do lạnh quá. Lạnh thì con gì mà không teo. Thì cái này nè, bên mình gọi là geoduck. Geoduck là một cái mà mình có thể làm ra sashimi gần như là ngon nhất trong cái những hàng sashimi luôn. Có coi qua cái này, có coi cái này nhìn nghe nó giòn lắm phải không? Nó giòn, nó giống bầu nương. Nó giòn giòn. Nó là cái mà. Loài ốc, loài mà hải sản gần như là ngọt nhất trong đại dương. Wow, rất là ngon ha. Còn anago này là cá chình nước biển. Còn gọi là anago. Nhìn tươi ha. Wow, đẹp. Đó, có cá tráp. Nói chung là ba loại cá là tao thấy ở đây là về thường xuyên. Mà cá mà tao hài lòng nhất đó nha, hamachi. Hamachi thì biết rồi, tức là mùa này nè, cá hamachi là ngon nhất. Lý do là trong mùa đông á, thì mấy cái con này là trước mùa đông á, nó ăn rất là nhiều và nó tích mỡ. Để mà trong mùa đông á, nó không có cần phải đi kiếm ăn nhiều. Trữ đông. Đúng. Mà khi mà người ta đánh bắt những cái con này trong mùa đông á, thì những cái con đó nó có cái lượng, nhất là cái phần bụng. Mình bao lì nè em. Ăn là melt in your mouth. Là ấy, nhưng mà thơm. Nhưng mà bữa nghe mày nói là ở đây mình mua đồ rồi mình đem lên trên nhà hàng để người ta nấu luôn hả? Đúng. Đó. Đồ đã vậy đó hả? Nó giống kiểu Nhật ha. Giống kiểu bên chợ cá của Nhật á. Đúng. Mình mua xong đem vô rồi cái sashimi ra ăn liền. Đó. Trời, thật sự không gì bằng luôn á. Thì rất là tuyệt vời nhất luôn á. Tươi rồi rối. Chào sếp. Nên hai anh em tôi chọn hai miếng này. Mọi thứ là tin tưởng vào sếp ha. Hôm nay món tại bây giờ team mình sẽ sử dụng với lại hai loại sốt. Một loại là bò dư sốt cho Nhật Bản. Và một loại là nước tương tỏi. Nước tương tỏi và sake. Medium rare mà. Thí dụ như mà được crispy cái mặt đó là càng tốt. Đúng rồi. Thích crispy. Đúng rồi. Vì bò này là bò Nhật đó, cho nên là cái lượng mỡ và lượng thịt nó đều với nhau hết. Cái crispy thì ở ngoài nó cũng không có bị giòn và bị cứng. Như bò steak Mỹ hoặc Úc á, cái lượng mỡ nó không có nhiều. Khi mà crispy cái miếng mặt bò nó sẽ bị cứng và sẽ bị dài ngoài.
nãy giờ mình cũng đang tò mò cái miếng này. Thì Wagyu mình cũng ăn nhiều. Có cái miếng bởi heo này. Cái giống heo của nó thì nó khác nhiều so với lại Berico cái này nha. Berico cái lượng mỡ nó không có nhiều mà nó đều với nhau to và nó mềm, nó đậm một lượng hơn. Bếp đây sử dụng hai loại gia vị chính, đó là muối và tiêu. Rồi, mời men. Rồi, cảm ơn Cương. Ăn đi cho đỡ đau răng. Đỡ đau răng. Giờ ghét cắn, cắn phát cùng sớ. Thử cái nên sao? Dán người tới giờ cắn cùng sớ thì nó da nó mềm. Tao không biết, tao ăn cái hết trơn rồi. Mỡ nó không ngậy. Mỡ nó không có ngậy, nó tan trong miệng. Ok, ok, mình có ăn bò Kobe mà bị cái là nó bị béo quá. Còn này thì nó không có ngậy nha. Không có ngậy, đúng rồi, nó tan trong miệng. Thử với phong dư nha. Ngon. Yuzu. Dạ, xài yuzu. Không, yuzu là một cái loại trái cây mà khi mà mình sử dụng cho bên Bắc Âu cũng ok. Đúng rồi, chính xác. Tại cái vỏ của nó thơm hơn cái lên mình rét bình thường. Đúng rồi, hợp lý. Mỗi lần nó ăn thịt bò ngon nó phải nhờ rượu đỏ nữa mà. Chính xác. Nãy giờ quên uống rượu. Happy New Year. Happy New Year. Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Tôi ăn giùm mấy bạn miếng bò được hả? Cũng cũng khổ lắm. Như này là ăn bò đỡ đi. Ồ, cái cảm giác này lâu lắm mà con ha. Yeah. Cái cảm giác này lâu lắm mà mày có lại cái cảm giác kiểu này á. Rồi, tới món heo. Trời ơi, các bạn ơi, giờ bò xong xuôi giờ qua heo nữa. Ừ, heo này là heo vỗ béo bằng cách cho nghe nhạc. Nghe nhạc buồn. Con heo gì đâu mà nó sung sướng. Nó được nuôi dưỡng, trời ơi, nó được. Thế. Không, bởi vậy các bạn anh thấy cái gì phải có cái giá của nó. Đúng không? Không phải người ta mắc tự nhiên tại người ta mắc mắc gì phải có lý do. Người ta tốn biết bao nhiêu công sức người ta nuôi dưỡng, người ta cho ăn uống đặc biệt này nọ đúng không Cương? Nuôi rồi có tình cảm rồi lôi ra đem xử nó vậy nữa buồn. Đúng rồi. Cho nên để tôi để ăn giùm cho mấy bạn. Để các bạn hiểu được cái bò này như thế nào, cái heo như thế nào, để ăn thử với các bạn nha. Cái miếng thịt heo này nó khác với lại thịt heo mình như thế nào, tôi xin hy sinh ăn giùm các bạn nha. Hồ thơm. Giống như cái mùi giống như cái mùi mỡ mà phi lên rồi, giống như cái mỡ mà được thắng lên hết rồi đó. Đúng rồi. Đúng không? Là không còn ngậy nữa, nó không còn ngậy, nó không còn nồng cái mùi nữa. Mà đặc biệt là không có làm gì hết ngoài trừ muối với tiêu thôi. Muối tiêu. Không có phải hành hồng xả nước mắm. Đúng rồi, đường, ủ dị hương, không gần gì hết trơn. Ầm bà lăng hết. Ngờ. Ướp mấy chục tiếng nữa. Đúng rồi. Đơn giản nãy giờ ướp có 5 phút chứ nhiều. Không. Muối tiêu xong, đơn giản không thấy các bạn? Chất lượng. Tôi cái tánh tôi ăn lẹ quá, tôi mất cảm giác. Bây giờ tôi ăn thêm miếng nữa. Ăn lại thôi. Ăn lại giùm mấy bạn miếng nữa nha. Tại giờ, mình cũng bị mà. Cũng bị giống Cương nha, cho mình ăn lại thử như thế nào nha. Ok, mùi rất là thơm nha, thêm miếng wasabi đi. À, hợp lý wasabi. Wasabi đi. Kỳ này là cho thêm miếng nước tương này đi. Ok. Với lại gừng. Gừng luôn. Ok. Rồi, vô. Ê, thêm cái vị chua chua này là hợp ý mày nè. Ừ. Khoái ăn chua. Khoái ăn chua, vô. Thôi, vô. Mời các bạn. Miếng ngon. Xịn hơn nữa. Cũng như có ai nhảy đập trong miệng tôi vậy các bạn. Cũng đã lắm. Thôi con ha.
Nha, buồn buồn cuối tuần làm gì, lên đây order ly cocktail, ngồi nhìn cảnh Hồ Chí Minh. Tuyệt vời. Dạ em xin phép chào hai anh ạ. À, hiện tại là bên em có một cái tiệc event dành cho cuối năm. Đây là menu nước cocktail, tất cả các loại cocktail để chào đón khách của bên em. Là em xin phép cho anh lựa chọn làm như là mình có hương vị nào để bên em yêu cầu bên em để em làm theo đúng hương vị mà em giới thiệu cho mình ạ. Dạ. Giới thiệu hết luôn đi. Dạ. Theo cái đầu tiên của bên em thì nếu mà dành cho nam á, em sẽ có ba loại là cocktail nó có độ nồng độ cồn hơi mạnh dành cho nam. Giống như ví dụ như thằng là Wakasabi, là Sabi. Với lại thằng Masahi và Sazonara. Thì bên đó sẽ có những như là đa số em sẽ dùng nồng độ cồn hơi mạnh một xíu dành cho nam, giống như là vodka. Sazonara được á. Bye bye năm Corona. Em phải ghi là Sayonara Corona. Dạ. Hợp lý. Khải và Cương đang ở trên rooftop và chuẩn bị coi pháo hoa. Thì nó bao mình ăn thì mình bao nó uống. Có qua có lại. Không? Được. Hợp lý không? Hồi nãy là thấy có hai cái là cho nam nè, là wasabi, quên, wakesabi, spirit. Mấy cái nước uống này cũng thú vị lắm các bạn. Nó gọi là cocktail cũng là phiên bản version của Nhật nha, chứ không phải là cocktail bình thường ở những cái bar bạn đi nha. Khá thú vị. Thấy cái nội dung nó có rất là nhiều cái liên quan tới Nhật. Đúng rồi, chính xác, tên đọc là lẹo lưỡi luôn á. Nhưng mà thú vị, rất là thú vị. Mà tới đây đi experience mà. Như Masi đi, Masi thì trong đây cũng có matcha. Nói chung á là hôm nay là Cương và Khải có một kinh nghiệm rất là tuyệt vời khi mà tới cái IQ Gourmet and Joy này. Nó trải nghiệm mới, là mình vào siêu thị mình chọn một miếng thịt ngon. Đúng rồi, chính xác. Mình thấy một miếng thịt đó là mình có cảm giác đây miếng này ngon lắm nè. Mình sẽ ăn nó. Tức là mình mong chờ. Đúng rồi, chính xác. Mình mong chờ thay vì mà mình đi một cái nhà hàng bình thường. Đúng rồi. Mình kêu miếng bò wagyu và mình không có nhìn thấy được cái miếng bò đó, mình không có tưởng tượng. Còn này là mình chọn và mình mong chờ. Đúng rồi, chính xác. Là miếng này nó sẽ ngon. Đúng rồi. Cái này kích thích cái vị giác của mình, kích thích cái sự hứng thú như là một phần đó. Cái này là gọi là kinh nghiệm để cho mình. Tức là tới đây mình sẽ biết được nhiều mô hình đúng rồi. Nhật Bản. Chính xác. Mô hình ẩm thực Nhật Bản đó là omakase, sushi bar, teppanyaki. Rồi rooftop bar, yakitori có đầy đủ hết. Cái chất lượng và họ đang hướng tới là chất lượng cao. Đúng rồi, chính xác. Đó, chính xác. Họ cung cấp những cái sản phẩm ngay cả rau củ quả rồi thịt thà, hải sản đến từ Okinawa. Đúng rồi, chính xác. Và cái trải nghiệm thịt bò wagyu A5 tại tỉnh Okinawa thì nó khác với lại những cái loại bò A5 khác. Cái mỡ của nó thanh dịu hơn, chính xác. Nó không có ngại, bị quá nhiều và bị ngậy. Đúng rồi, chính xác. Rồi, các bạn thấy ngày hôm nay có thú vị không các bạn? Các bạn có thấy là cái nơi này bổ ích hay không? Đó, một cái siêu thị như vậy các bạn có thể mua được nguyên vật liệu rất là tốt và về nhà thử những công thức của Cương ha. Các bạn có thể xem ở cái phần playlist hướng dẫn đồ ăn Nhật của Cương. Và ở đây có tất cả các nguyên vật liệu mà các bạn sẽ cần. Nhớ để lại phần comment bên dưới nếu như mà các bạn thấy nơi này thú vị. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Đây là Sếp Khải, tôi Eddie Cương Nguyễn. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại nha.